chào quý khách hàng đến với kênh youtube nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh buổi chiều ngày hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý hàng một cặp nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp nằm trên trục đường Quang Trung thuộc phường 14 quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của cặp nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến cho quý hàng cũng như cặp nhà mình thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m2 và chiều sâu căn nhà lên đến 12m và được anh chịu nhà đúc kiên cố một trệt và uh, hai lầu Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 3 phòng ngủ chính cũng như bốn nhà vệ sinh và mình có một cái sân thượng ở phía sau để phơi đồ và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà căn nhà mình thì đang có hướng là hướng tây nam thuộc chính hàng thuộc mệnh tây tứ trạch và chỉ với giá năm tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà đã được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm này rồi bây giờ mình cùng nhìn sơ qua cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà cũng như con đường ở phía trước để cho hàng tham quan căn nhà mình thì được thiết kế theo kiến trúc mini phố phía ngoài mình có những cái lan can được làm bằng lục bình và những cái mặt tiền được đắp hoa văn chỉ nổi trang trí rất là đẹp và những cái ban công được cái chịu nhà ốp nhựa giả gỗ trang trí rất là đẹp và có trồng cho mình rất là nhiều những cái mảng cây xanh ở phía bên ngoài tạo cái không gian xanh, xanh cho căn nhà rất là đẹp với cặp nhà vừa mới được hoàn thiện xong và mình có con đường ở phía trước căn nhà mình rộng lên đến 5m Và là căn nhà có một mặt hẻm thôi cho nên mình có thể để xe gắn máy ở phía trước căn nhà mình Rất là thuận tiện và rất là dễ dàng Và chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu là cái nhà có thể sở hữu ngay cho mình Ờ, một trong hai căn nhà vừa mới được à, hoàn thiện xong nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hình Minh ngay ngã tư Quang Trung Phan Huy cũng như Phạm Văn Chiêu và đây là con đường à, dẫn ra đường ở à, trục chính phía ngoài trục đường à, Quang Trung và từ vị trí căn nhà mình di chuyển ra trục đường Quang Trung thì tầm cỡ khoảng độ à, 50 mét thôi rồi mình à, à, cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà để di chuyển vào à, khu vực à, bên trong để giới thiệu với hàng à, tham quan thì hôm nay nhà đất hoàng tiến xin chọn căn phía bên ngoài để uh, gửi đến cho chàng với uh, cặp nhà được thiết kế uh, uh, na ná giống nhau thì uh, phía bên ngoài mình sẽ có một cái uh, khoảng uh, uh, vỉa hè tầm cỡ khoảng độ uh, uh, gần 2m để mình để xe gắn máy và kế tiếp mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bên trong cửa bốn cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà và bên trong là khu vực không gian phòng khách căn nhà thì căn nhà mình đã được anh chịu nhà thiết kế full nội thất tặng kèm cho nên là toàn bộ nội thất bên trong căn nhà đã được anh chịu nhà xóm cũng như tặng lại hết cho khách hàng với bộ bàn ghế sofa tại khu vực không gian phòng khách và kệ để tivi cũng như tivi tặng kèm và hai bên tường thì được anh chị nhà ốp nhựa cũng như ốp gỗ trang trí cao lên kín tường rất là đẹp cũng nơi đó là hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao rất là đẹp và với căn nhà được thiết kế full nội thất tặng kèm và mình có ba phòng ngủ với một trệt hai lầu thì anh chị lấy ra một phòng ngủ phía sau để anh chị làm Ờ, sân thượng cho nên là mình sẽ có 3 phòng ngủ chính cũng như 4 nhà vệ sinh. Phòng thờ. Và đây là khu vực uh, bên trong, khu vực uh, cầu thang căn nhà thì tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ sồi và lan can thì được làm bằng sắt cũng như mặt đá hoa cương. Ở phía bên dưới chân cầu thang thì uh, không được anh chị nhà thiết kế cho mình có những cái kệ để mình có thể uh, để những đồ uh, lưu niệm cũng như đồ uh, trang trí ở uh, bên trong khu vực uh, uh, không gian uh, phòng khách cũng như uh, khu vực cầu thang căn nhà và phía đối diện với lại khu vực cầu thang mình sẽ có một cái tủ rượu cũng được các chịu nhà thiết kế cho mình có rất là nhiều ngăn để mình có thể trưng bày những chai rượu quý những bức tranh trang trí cho gia đình và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ đến với khu vực không gian phòng bếp căn nhà mình sẽ có một bộ bàn ăn sáu ghế được các chịu nhà sắm sẵn để tặng kèm và bên trong không gian phòng bếp thì được ốp gạch đá cao lên kín tường rất là sạch sẽ và phía ngoài mình sẽ có một cái nhà vệ sinh một cái labo để uh, rửa tay như gương soi và nhà vệ sinh này thì phục vụ cho khu vực không gian phòng uh, phòng khách và khu vực uh, không gian phòng uh, bếp căn nhà với căn nhà được thiết kế uh, theo mẫu nhà hiện đại bên trong thì uh, mình sẽ có những cái mảng trần uh, được uh, thiết kế với hệ thống uh, đèn uh, xuyên suốt rất là đẹp và tủ bếp bếp căn nhà nó được anh chị nhà đóng sẵn và mình có một cái uh, uh, tủ lạnh rất là lớn kệ bếp, tủ bếp được làm bằng chất liệu uh, gỗ an cường uh, rất là đẹp và phía sau mình có khoảng không gian giếng trời để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Đây là khu vực uh, không gian phòng uh, bếp căn nhà với uh, uh, căn nhà được thiết kế phòng bếp uh, mình có tới uh, có một bộ bàn lên đến uh, uh, 6 ghế rất là rộng rãi và rất là thoải mái để gia đình mình uh, sử dụng. Với căn nhà có bề ngang lên đến 4m2 và chiều sâu căn nhà lên đến 12m và được xây dựng hết đất nên là cái chị nhà đúc kiên cố tới một trệt và hai lầu và chỉ với giá 5 tỷ 450 triệu đồng còn thương lượng mạnh là quý hàng đã sở hữu căn nhà đã có số hồng riêng và giấy tờ pháp lý rõ ra vì tới mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày và những căn nhà này thì anh chị có hỗ trợ qua ngân hàng và uh, với uh, uh, mức vay tối đa căn nhà lên đến uh, giá trị 80% Uh, của căn nhà này thì uh, căn nhà này cũng uh, cũng có uh, ngân hàng uh, cũng có thể là ở uh, cho cái nhà vay tầm cỡ khoảng độ 3 đến 3 tỷ rưỡi thì uh, uh, quý khách hàng chỉ cần uh, bỏ thêm khoảng hơn một tỷ nữa là mình có thể sở hữu một căn nhà uh, đã có sổ hồng riêng và uh, nội thất bên trong được các anh chị nhà sắm sẵn tặng kèm phía trước thì mình sẽ có cửa sổ cửa đi ra ban công và bên trong không gian phòng ngủ thì mình có giường Uh, tủ quần áo tặng kèm, máy lạnh tặng kèm và bàn uh, trang điểm cũng như uh, bàn làm việc. đây là khu vực uh, không gian phòng uh, ngủ uh, phía trước của căn nhà và với một cái tủ quần áo rất là rộng cũng như uh, mỗi lầu có một cái nhà vệ sinh nhà vệ sinh được anh chị nhà thiết kế rất là rộng có vách ngăn tấm kính hệ thống uh, bô bàn cầu ở vòi sen thuyền vòi trên uh, tắm uh, massage với uh, căn nhà được uh, thiết kế uh, uh, tặng kèm full nội thất rất là đẹp và phía sau là khu vực không gian ở ờ, giếng trời cũng như uh, khu vực không gian phòng ngủ uh, phía sau căn nhà. Phòng ngủ uh, căn nhà mình thì uh, được anh chủ nhà thiết kế uh, rất là rộng và rất là thoáng cũng như uh, rất là mát. Đây là khu vực uh, không gian phòng ngủ uh, số 2 của căn nhà. Với uh, không gian phòng ngủ được các anh chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. thì khách hàng đang xem video cũng như đang quan tâm đến căn nhà đẹp nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường uh, 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem với một cặp nhà chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu căn nhà mình thì nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 14 quận Gò Vấp Thành phố Hồ Minh gần với lại ngã tư Quang Trung Phan Huy Ích thì thuận tiện để các nhà di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Quang Trung và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thành phố thì tầm khoảng độ 20 đến 25 phút và mình về ở sân bay thân nhất thì sẽ gần hơn tầm khoảng 10 15 phút thôi không có nhà nữa về đến ở à, à, trung tâm cũng như sân bay của thành phố ở à, rất là thuận tiện và với à, căn nhà được thiết kế à, tặng kèm full nội thất chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu là khách hàng đã sở hữu một căn nhà mới và được thiết kế à, có 3 phòng ngủ chính cũng như có một cái à, sân thượng ở phía sau để à, ở vui chơi hóng mát và phơi đồ Đây là khu vực uh, sân thượng phía sau mà nhà đất Hoàng Tín đang muốn uh, giới thiệu đến với hàng Rồi video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc Hẹn gặp lại các nhà trong những video tiếp theo